Hello mọi người nha hôm nay mình sẽ chia sẻ cái mẫu này cực kỳ dễ thôi các bạn Các bạn cố gắng xem hết video chắc chắn sẽ làm được thôi Thì đầu tiên là mình sẽ lấy màu gel đen Đây là những cái sản phẩm mình đã để trên màn hình nha các bạn Thì mình sẽ dùng mình sẽ chảy máy và buffer hết Cho nó sạch sẽ xẹ trước Sau đó mình sẽ lấy cái gel đen mình vẽ những cái đường ngoan nghèo mà mình thích Thì cái loại gel đen này là một cái loại gel đen đặc biệt mình vẽ lên mình đánh chrome là nó sẽ bóng cho nó không có bị mờ và những cái sản phẩm này mình có để cái link dưới phần bình luận ha đó như những cái link nó nằm dưới phần bình luận các bạn chỉ cần vào cái link đó và promo code là lưu nguyện thì các bạn nhớ để vào thì các bạn sẽ được 10 phần off nha được giảm giảm 10 phần trăm thì trước tiên mình cứ vẽ những cái đường ngoan ngoe well mà mình thích Đấy, thì đây là những cái bộ cỏ cái bộ cỏ mình đang xài là có vẽ fan nha thì nói chung đã làm để giá là mình không thể thiếu hai bộ cỏ này đúng không một bộ vẽ nét và một bộ vẽ fan thì mỗi loài cỏ nó có một cái hay riêng của nó và tùy vào cái mẫu đi giá mình sẽ dùng những dùng dùng những cái loài cỏ khác nhau thì đầu tiên mình sẽ dùng cái cỏ vẽ fan mình vẽ những cái đường ngoan ngoèo well trước và mình hở đen 30 giây 60 giây đều được ha không sao yên tâm thì màu đen này nó sẽ bám con rất là kỹ nên các bạn không có không có sợ là sơn bao lâu ha mình chỉ việc hơ đen trước rồi sau đó mình sẽ dùng cái loài gel gắn đá ha Đấy, đây là cái link trên Amazon ha thì đây là một loài gel gắn đá mình hay xài thì mình có thể dùng nó để làm truy d Chrome luôn á mình sẽ bỏ một ít gel gắn đá lên và trộn với màu đen thì nếu các bạn mà không có trộn vào màu đen thì màu khóm nó ra nó sẽ không có đều màu không có đẹp lắm thì mình thích cái khóm này nó lên đầm màu nên mình sẽ trộn cái truy đi gel này ha cái gel gắn đá này với màu gel đen thì nó sẽ ra hỗn hợp là gel 3d màu đen ha và các bạn nhớ lúc mà mình vẽ những cái đường ngoan ngoèo thì các bạn vẽ càng dài càng tốt nhé các bạn lấy càng nhiều nước sơn càng tốt và nên vẽ one by one còn nếu các bạn muốn nó dài hơn thì các bạn có thể vẽ uh, hai lần uh, uh, vẽ hai lần chồng lên nhau cũng được Đó. thì vẽ cái này là phải quán bay quán nha các bạn tại vì nếu các bạn mà vẽ một lúc năm ngón thì gel gieo này nó sẽ chảy ra và nó sẽ không có, có hiệu ứng tùy đi và nó sẽ không có đẹp nữa nên các bạn lưu ý lúc mà mình vẽ cái này nhớ uh, lấy nước sơn cho thịt là nhiều vẽ cho nó thiệt là dài và vẽ xong một ngón là mình hơ đèn và mình vẽ cái ngón bên kia nhé đó mình phải one by one cho các bạn không thể nào mà vẽ một lúc năm ngón được tại vì cái gel này nó các bạn để lâu nó sẽ chảy nó sẽ không còn hiệu truy đi nữa nên mình sẽ làm quán bài quán ha, làm bàn này hơ đèn, làm bàn kia hơ đèn, đó cái mẫu này cực kỳ đơn giản thôi các bạn. Và những cái sập lái mình xài mình có để sẵn trong link hết rồi ha, các bạn chỉ việc vào link mà mình Uh, thiệu cái gì thì mình mua thôi và đừng quên là promo code ha đó. thì nói chung con các bạn nào mà làm neo con để mà hoặc chưa biết làm bột hoặc là đập bột con chậm đi giá yếu thì cứ liên hòa hệ số điện thoại bên trên màn hình đó để tham gia vào cái lớp uh, neo online của mình thì mình cũng nói luôn là uh, cái lớp online này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều từ cơ bản nhất cho tới đi giá luôn và những cái kiến thức rất là quan trọng của một người thờ bột cân đó, thì nghe nào cũng vậy các bạn ừ, Mình chịu khó đi học á, thì mình sẽ à, tốt hơn Còn nếu mà mình cứ nghe giải nghe thì nó rất là lâu các bạn á. Nên bất cứ nghe, nghe gì cũng vậy, á, chịu khó một xíu Thì đây là cái máy đèn á, và cái máy dùa bên mình luôn nha Các bạn bỏ promo code vô thì nó sẽ giảm giá hơn một xíu Sẽ được 10% off Đó, Thì bất cứ nghe, nghe gì cũng vậy các bạn ha mình muốn làm được mình muốn làm giỏi thì mình buộc phải đi học của những người đi trước thì người ta có kinh nghiệm người ta dạy lại thì mình sẽ uh, giỏi hơn mình sẽ đi nhân hơn thì còn mà từ tập thì hơi cắn rất là lâu à, đây khi sản phẩm con hôm nay mình sai thì mình sẽ để trên đây ha đó nguyên một bộ con là gồm 10 hũ con rất là nhiều nhé những cái hũ có bên này có cực kỳ nhiều cho nó không phải là một hũ xíu 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 giống như những cái hàng khác để có bên tụi mình là một hũ rất là bự xài rất là sướng đó sau khi mà mình hơ đen sống á thì mình chỉ việc lấy cái có mình cha lên là sống nha các bạn rất là dễ đúng không đấy cha lên vậy thôi và cái mặt mỏng này là hồi nãy mình chạy máy buffer tới mình chả làm như hết các bạn mình chỉ việc chạy mãi buffer thôi mình vẽ như trong video là mình chào có lên là bảo đẹp bao bóng thấy không ấy và nó không có bị lém đâu các bạn các bạn chỉ cần lấy cái trội phủi một cái là nó sạch thôi Ở <laughs> à, thì những cái mẫu này nó rất là đơn giản và rất rất là dễ làm nếu các bạn làm nên nó chúng là nó có rất là nhiều cách làm các bạn đây là một trong số những cách mà mình hãy làm thôi thì mình sẽ chia sẻ nhiều cách cho các bạn các bạn thích cái cách nào để làm cách đó thôi ha đó. mình chỉ việc cha có vậy sau đó mình sẽ phụi bùi và mình sơn tốt cốt nữa là sống thôi các bạn thấy không hiệu ứng truy đi rất là đơn giản thì các bạn thấy những cái khóm lém là đó mình lại cái chổi này, này phụi cái là nó sạch thôi đó vẫn có hiểu tùy truy đi rất, là đơn giản đúng không đấy thì nói chung là bạn nào mà làm nếu còn yếu chậm hoặc là chưa bị gì về bột hoặc là muốn học đi dài bột này nọ thì cứ liên hệ bên vào số điện thoại ha mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho các bạn để tham gia vào cái lớp học online đó. thì các bạn vào đó rồi thì các bạn sẽ được hỗ trợ rất là nhiều từ kiến thức kỹ thuật cho tới supply luôn cách sử dụng các loại supply kỹ thuật kiến thức về bột rất là nhiều các bạn các bạn sẽ được học rất là nhiều và nó sẽ giúp cho các bạn làm nghề nó rất là gọn nhân gọn lẹ để thực hiện trên uh, trong tìm neo nhé nói chung là rất là nhẹ nhàng đúng không và những cái mẫu như thế này mình làm phun chết không là chỗ mình lấy 50 chục rồi riêng cái chrome vẽ tùy đi này nữa thì các bạn có thể lấy thêm ba chục bốn chục tùy vào wow, cái đồ chặt chẽ của các bạn á thì một bộ néo như dây ra là tầm khoảng 75 cho tới 85 đồng Đó, tùy vào các bạn thôi các bạn thấy không? làm dưới một tiếng mà kiếm bảy tám chục chín chục thì nó rất là thơm ha đấy và nếu các bạn không biết cách làm thì rất là mệt các bạn lo mò lo mò còn nếu các bạn biết cách làm rồi thì đẩy một phản là xong rồi đúng không đấy thì tất cả những cái link chập lái là mình có để dưới phần bình luận đó. các bạn chỉ việc vào đó các bạn và lít vào và các bạn mua thôi thì đừng quên là bỏ promo code là lưu nguyện thì các bạn sẽ được 10 off mình chỉ việc sơn tốc cột lại dây là xong nha các bạn đó, rất là đơn giản nhẹ nhàng đúng không đấy còn các bạn mà muốn cái chrome này sáng cái mặt mỏng nó mát thì trước mình sẽ có một cái cách làm khác á thì nói chung là có rất là nhiều cách làm tùy vào sở thích của khách hàng thôi các bạn đấy vậy là mình sống cái mẫu hôm nay ha cực kỳ đơn giản luôn rồi Chúc mọi người sớm thành công nha. Mọi người đừng quên cho mình xin một like và một share nha. Bye tất cả mọi người.